Chào quý vị, xu hướng tiêu dùng đã thay đổi rất nhiều sau một năm có dịch COVID-19. Dễ thấy nhất là xu hướng tiêu dùng online trở nên phổ biến. Ngay cả với việc mua sắm chuẩn bị cho một cái Tết truyền thống, vốn phải được chuẩn bị kỳ công như phải đến nơi bán hàng để chọn, đặt hàng hay mua hàng, nay cũng đã được thực hiện hầu hết qua mạng. Mời quý vị cùng Sài Gòn Times News gặp gỡ những nhân vật chính trong câu chuyện mua sắm Tết trực tuyến năm nay. Theo các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử, để chuẩn bị cho mùa Tết năm nay, các đơn vị đã tính toán và lên kế hoạch hàng hóa từ 2 đến 3 tháng trước Tết, với lượng hàng tăng khoảng 30% so với năm 2020. Lý do là người tiêu dùng đã quen với việc mua sắm qua mạng, nhất là từ sau 2 đợt dịch trong nước, và trên mạng thì có đủ các mặt hàng cho Tết. Ví dụ như mình muốn ăn mà mình muốn kiếm được cái chỗ ngon phải đi rất là nhiều chợ hoặc là phải đi xa nhà. Còn này khi mình ở đây chứ khi mình đặc sản tận Hà Nội hay ngoài Bắc Giang, Hà Giang gì đó về đây ăn. Thì cái việc mà mua sắm online rất là tiện dụng. Em có thể ngồi ở văn phòng hoặc là em có thể mua ở bất kỳ vùng miền nào cũng được. Có rất là nhiều vùng miền có những cái đặc sản mà mình rất là muốn ăn nhưng mình không thể đến đấy được. Nên thành thử ra em cũng thay đổi thói quen. Một số món thì em mua ở chợ và một số cái em cần thiết thì em không thể tìm được ở chợ thì em mua online. Nắm được xu hướng đang thay đổi của người tiêu dùng, các sàn thương mại điện tử đã tất bật chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm bằng việc tăng lượng hàng, đẩy mạnh kênh giao nhận và tăng ưu đãi để kích thích người mua. Thì trong dịp Tết này, Lazada cũng quan sát nhận định thấy là khách hàng họ vẫn tập trung vào những cái mặt hàng chuyên về mùa Tết, như là những cái mặt hàng trong ngành hàng bách hóa cũng giống như là nhà cửa đời sống. Bên cạnh đó thì vẫn thấy là khách hàng họ vẫn tìm kiếm những cái sản phẩm tốt cho cái ngành hàng điện tử, chăm sóc sức khỏe cũng giống như làm đẹp. Thì phải nói là dịp Tết chính là một trong những cái dịp mà gọi là mua sắm sôi động nhất năm cho thị trường Việt Nam. Đồng thời cái quan trọng nhất nữa là Lazada cũng phối hợp với các đối tác cũng giống như là các đơn vị vận chuyển cũng như là các nhà bán hàng để làm sao mà mình đảm bảo được cái việc vận chuyển thông suốt trong hai trục Bắc Nam là cái điều mà Lazada cũng luôn quan tâm và làm sao để mà duy trì được cái tính năng vận chuyển trơn tru đó. Ngoài chuẩn bị hàng hóa, các doanh nghiệp thương mại điện tử cũng mạnh dạn đầu tư mở rộng kho bãi, tích hợp nhiều công nghệ để việc tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa được thực hiện nhanh hơn. Đại diện sàn Tiki cho biết, ngoài hàng tiêu dùng, Tết này các mặt hàng thực phẩm khô và tươi sống cũng được chú trọng. Doanh nghiệp đã tăng ít nhất 30% sản lượng ngành hàng này so với Tết năm ngoái. Còn với Shopee, doanh nghiệp này vừa đưa vào hoạt động kho hoàn tất đơn hàng thứ 3 tại Củ Chi. Kho hàng có năng lực bốc dỡ vận chuyển hàng hóa 24/24 giờ đi các tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Các doanh nghiệp logistics cho lĩnh vực thương mại điện tử cũng ghi nhận đơn hàng tăng nhanh hơn trong 3 tháng qua. Khối lượng đơn hàng doanh nghiệp tiếp nhận đã tăng từ 3 đến 5 lần so với dịp đầu năm. Các doanh nghiệp này cũng dự liệu trước hàng hóa sẽ nhiều hơn trong dịp Tết Nguyên Đán, nên cũng có những bước chuẩn bị mới. Ví dụ, công ty giao hàng nhanh cho biết đã mở thêm 1.000 bưu cục mới, đưa vào hoạt động kho phân loại hàng hóa, công suất 30.000 sản phẩm một giờ, đồng thời tăng cường số lượng xe giao hàng. Tại tháng 12 vừa qua thì giao hàng nhanh cũng đã khai trương thêm một cái hệ thống cái kho chia chọn tự động. Thì cái kho này có khả năng xử lý đơn hàng lên 30.000 đơn hàng trên một giờ. Thì hiện tại giao hàng nhanh là có thêm một kho nữa là ba kho chia chọn phân loại tự động rồi. Thì cái vấn đề này nó sẽ giúp tiết kiệm được 50% chi phí nguồn nhân lực. Cái này cũng giúp giảm tải cái khâu mà tại cái khâu mà phân loại hàng hóa là một cái khâu rất là quan trọng trong cái quá toàn bộ cái quy trình xử lý đơn hàng cũng như là vận chuyển đơn hàng. Đón đầu và chuẩn bị sẵn sàng cho mùa mua sắm Tết, các doanh nghiệp kỳ vọng mùa Tết năm nay sẽ có được mức doanh thu tăng đột biến, có thể tăng đến 70% so với năm ngoái, bất chấp những ảnh hưởng dự báo trước đó về sức mua dịp Tết. Ngoài ra, với sự đầu tư mở rộng về cơ sở vật chất, điều chỉnh cách thức vận hành hàng hóa và giao hàng hợp lý, doanh nghiệp thương mại điện tử kỳ vọng sẽ làm nên những cuộc cách mạng mua sắm và tác động đến thói quen mua hàng của người tiêu dùng trong suốt năm 2021 và những năm sau đó. Thống kê của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương cho thấy, trong năm qua, Việt Nam thuộc nhóm nước có mức tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới với tốc độ 35% mỗi năm. Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ giao dịch hàng hóa qua các sàn thương mại điện tử tăng từ 10% đến 30%, có đơn vị tăng đến 50%. Mặc dù bị tác động bởi dịch COVID-19,
Doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam năm 2020 đã tăng trưởng 18%, đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ, ước tính chiếm 5,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Thời gian gần đây, hàng loạt ngân hàng đưa ra cảnh báo về nạn lừa đảo dịp cận Tết và lưu ý khách hàng về các chiêu lừa phổ biến. Các ngân hàng như Sacombank, Techcombank, VPBank hiện đang tăng cường phát cảnh báo trên cổng thông tin của mình. Techcombank lưu ý khách hàng có thể nhận được tin nhắn SMS thông báo về việc ngân hàng yêu cầu cập nhật phần mềm kèm theo đường link cập nhật. Tuy nhiên, nếu click vào đường link thì sẽ bị dẫn tới trang web giả mạo ngân hàng lừa lấy thông tin xác minh danh tính và tài khoản. Tương tự, Sacombank cảnh báo khách hàng cần phân biệt trang web ngân hàng điện tử thật và giả mạo với nhiều chi tiết khác nhau rõ ràng. Còn VPBank đề cập đến 5 chiêu thức mà tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng hay dùng. Phổ biến nhất là trộm cắp dữ liệu của ngân hàng, lấy thông tin tài khoản khách hàng, thông tin thẻ tín dụng từ nhiều nguồn như đánh cắp thông tin thẻ và mật khẩu, làm thẻ giả thông qua máy ATM, còn gọi là skimming, thủ đoạn phishing câu nhữ để lấy cắp thông tin tài khoản khách hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng vừa ban hành văn bản số 467 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, bảo hiểm tiền gửi phải tăng cường các biện pháp giám sát, theo dõi hoạt động và nhật ký của các hệ thống thông tin quan trọng để kịp thời phát hiện và xử lý sớm các cuộc tấn công có thể xảy ra. Đến hẹn lại lên, dịp cận Tết Nguyên Đán, làng hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp bắt đầu rộn ràng, tấp nập chuẩn bị hoa Tết và đón khách thập phương đến tham quan. Hàng chục ngàn lượt khách đã đến với làng hoa Sa Đéc, nơi được mệnh danh là thủ phủ hoa của đồng bằng sông Cửu Long trong tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp vừa diễn ra. Đã có nhiều hoạt động văn hóa du lịch nổi bật như Sa Đéc trên bến dưới thuyền, Sa Đéc gạo trắng bánh ngon, cùng các hoạt động xúc tiến du lịch trước trong và sau dịp lễ hội để giúp quảng bá làng hoa đặc biệt này. Theo thống kê của tỉnh Đồng Tháp, những năm qua, lượt khách tham quan Đồng Tháp tăng bình quân gần 12% mỗi năm. Năm 2020, nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch, nên vào thời điểm đón năm mới 2021 này, Sa Đéc trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ qua của du khách đang chuẩn bị kế hoạch du xuân.